thì trò chơi đầu tiên em gọi là tếu lắp bắp. Thì bây giờ hai diễn viên phải tạo ra một cái cảnh diễn, nói chuyện với nhau bình thường, đối thoại với nhau như là trong một cái cảnh vậy đó, nhưng mà không được nói bất kỳ từ nào bắt đầu bằng chữ bờ. Và đồng thời là qua một vài vòng thì em sẽ đổi qua một cái chữ khác. Mọi người hiểu cái trò chơi chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Tôi chờ một tràng vỗ tay dành cho tếu lắp bắp ạ. Ok. Bê bò nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ ơi, con đau lưng. Con đau lưng hả? Đâu quay qua mẹ coi, coi. Trời ơi, con gái ơi. Có thằng kia nó đánh con á. Thằng nào? Thằng ở chung lớp con đúng không? Mẹ quan trọng thằng nào làm gì, mẹ xức thuốc cho con đi. Bữa giờ trên lớp học gì đó. Bye bye mẹ. Good. Cô ơi, cho con hỏi là gây tiếng Việt là gì vậy cô? Gây tiếng Việt là uy lê. À, gây tiếng Việt là uy lê. Yeah. Father tiếng Việt là gì vậy cô? Là cha. Cha ơi, con yêu cha. Vậy hôm nay mình học bài. Toan tính làm gì? Em cần một chữ mới. Chữ C. Chữ K. Chữ C. Mẹ. Mẹ gọi đi. Baby. Baby. Mẹ biết hôm nay ngày gì không? Mẹ không biết. Nói cho mẹ biết. Good. Cho. Ủa anh có sổ giò. Good. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ê, sắp tới lễ có đi đâu? Good. Tại sao nó thể hiện nó chơi đâu? Cho em một chữ mới à. Chữ L. Ok, chữ L. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh ơi, ai đây? Vợ bé. Anh nói cái gì? Anh dám nói vậy với em luôn hả? Ồ, tốt, chứ nói em luôn á. Câu hỏi nãy. 30 tháng 4 có đi đâu không? Hôm đó ngày gì? Hôm đó là ngày... Sao gì? Gài quá gài. Mặc áo size gì vậy? Size bự nhất á. Bự nhất? Gọi như thế nào? Hỏi làm chi? Có mua không? Tại thích cho nên hỏi chỗ mua. Ý bạn như thế nào? Mua ở đầu đường mà anh định mua để tặng ai? Mua để tặng bản thân thôi. Đố bạn một câu nhé. Mình mua đồ về mình phải ủi. Ủi còn gọi như thế nào? Mình người nam mình không biết. Dân. Cho em một chữ mới. Đây là chung kết. Dạ. G. Chữ G. Ok, chữ G. 3, 2, 1, chung kết nha. Thằng chó. Mày kiếm chuyện với tao đúng không? Giờ mày thích. Yes. Yeah. Mọi người tiếp đón là anh Minh đi. Trời ơi, một sự gài kèo rất xuất sắc. Một chào tay cho trò chơi đầu tiên à. Wow.
trò chơi cuối cùng của chúng ta sẽ tên là Tếu Biết Tuốt. À, bây giờ em sẽ muốn có một nhân vật biết tuốt. Nhân vật này sẽ gồm 3 người, ai cũng là em sẽ làm một trong những người đó. 1, 2, ok, mời Khang. Thêm một người nữa. Ai mà không bị giới hạn chiều cao nè. Ok rồi, mời Khang. Rồi, bây giờ mọi người tưởng tượng 3 người này tụi em đang nhập lại thành một người. Một người, một bộ não, một cái trí thông minh biết tuốt. Tụi em biết tất cả câu trả lời trên thế giới này. Nhưng mà câu trả lời về chủ đề gì thì khán giả được quyền chọn. Rồi bây giờ cho em một cái chủ đề chuyên môn mà mọi người đang muốn tìm hiểu. Động vật. Động vật, dạ cụ thể không? Chó. Chó. Âm nhạc, chó. Dạ. Dạ. Cái gì ạ? Tụi em không nghe được dạ. Triết học. Triết học. Em rớt môn đó anh. Em rớt Mác Lênin anh ơi. Đâu nữa ạ? Ở trên lầu thì sao ạ? Trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, triết học. Căng căng rồi đó. Thôi bây giờ em chọn nha. Em nghĩ là em cố gắng hết sức để em trộn những cái option, những cái phương án của mọi người lại. Phương án thứ nhất, mọi người thích thì mọi người vỗ tay. Trí tuệ nhân tạo cho chó. Phương án thứ hai, triết học cho chó. Phương án thứ ba, tình yêu cho chó. Không biết sao thấy cái chữ chó nó vui rồi. Tình yêu cho chó. Rồi hình như có vẻ là trí tuệ nhân tạo cho chó là người chiến thắng đúng không? Ok, thì bây giờ tụi em sẽ là một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo cho chó. Sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mọi người. Bây giờ mình cần một người host à? Một người MC cho cái buổi lễ hôm nay. Rồi, sẵn sàng chưa? Tụi em sẽ trả lời mọi câu hỏi bằng cách mỗi người nói một chữ. Và đó sẽ là một câu hoàn chỉnh. Rồi khán giả đã hiểu trò chơi chưa? Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Ok, Tếu Biết Tuốt bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào mừng mọi người đến với cuộc thi Hoa hậu chó ngày hôm nay. Và trước khi ra cuộc thi này, chúng tôi đã mời đến đây một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo cho chó, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Đây là một cái nhu cầu rất cấp thiết. Và xin mời, đây là chuyên gia, mọi người cho chuyên gia một tràng pháo tay đi mọi người. Dạ. Em mời, thôi để chuyên gia giới thiệu đi. Dạ, chuyên gia mình có thể mình giới thiệu bản thân mình, tên tuổi mình đến từ đâu ạ? Và lý do. Dạ. Tôi. Tên. Là. Nguyễn. Văn. A. Chó. Là. Bạn. Của. Tôi. Xin. Hết. Dạ. Cảm ơn chuyên gia rất nhiều. Dạ. Thì trong cái sự kiện của ngày hôm nay, tụi em đang tìm ra một hoa hậu chó. Thì được biết là bây giờ trí tuệ nhân tạo đang rất là thịnh hành. Không biết là lý do vì sao chuyên gia lại chọn cái ngành này và nghiên cứu về vấn đề này. Mọi người nói cho em. Lý do. Hồi xưa tôi bị cắn vào đích đau quá nên tôi quyết định nghỉ việc và đi nghiên cứu về chó. Một lý do thấy rất là sâu sắc. Dạ, cho em hỏi là khi mình nghiên cứu về cái chủ đề này, cái điều gì mà làm cho chuyên gia cảm thấy sốc nhất về trí tuệ nhân tạo dành cho chó? Trí tuệ nhân tạo. Ôi thật quá là tuyệt vời vì nó đã làm cho con chó nhà tôi trở nên thông minh hà. Em đã quá khứ chuyên gia bỏ qua phần chất vừa. Cho nên có. Dạ. Bây giờ cái người chuyên gia đừng quấy rối. Em biết là chuyên gia muốn có những cử chỉ thân mật, âu yếm gì đó nhưng mà thôi. Có hai chú chó hiện tại là đang ngang bằng điểm nhau và một người và một chú sẽ lên ngôi hoa hậu. Nhưng mà chú kia là trí tuệ thường, tức là làm toán rất giỏi. Mà chú này hiện tại đang sử dụng trí tuệ nhân tạo. Em muốn chuyên gia thuyết phục mọi người là trí tuệ nhân tạo cần thiết hơn cho chó. Trí tuệ nhân tạo cần thiết cho chó là vì lý do con người rất
ngu. Nên tôi muốn làm con chó. Yeah. Tức là chuyên gia đã trở thành chó rồi, không biết chuyên gia có muốn dự thi luôn không? Thôi bây giờ mình đến một cái phần mà gọi là dành cho khán giả. Ở dưới đây khán giả có ai mình có muốn đặt câu hỏi cho chuyên gia về trí tuệ nhân tạo cho chó mà ai mình có câu hỏi gì à, mình có thể giơ tay lên ạ. Đây rồi, cảm ơn quá. Khán giả này hào hứng. Dạ xin mời câu hỏi của bạn ạ. Bạn có hỏi chuyên gia về. Vâng, lời đầu tiên em xin gửi lời chào các chuyên gia. Có một chuyên gia. Ngày hôm nay rất là hứng khi đến đây, em có một câu hỏi là tại sao một quái con chó lại ăn chip? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chú Giai. Đó là vì nó đói nên cần sự dinh dinh dữ. Của cục. Của gì? Của cục. Ai vậy không biết là chuyên gia đã trở thành chó rồi thì mình đã thử cái đó chưa? Tôi có nghiên cứu về cục đó. Nhưng tôi nghĩ không nên để cho chó ăn vì nó cần dinh dưỡng từ thứ khác. Cụ thể là thứ gì ạ? Trí tuệ nhưng tạo. Ồ ở đây có ai mình có câu hỏi gì nữa không ạ? À? Một câu hỏi nữa cho chuyên gia đi ạ. À. Hỏi cái gì cũng được mà hỏi khó lên. Chuyên gia thông minh lắm, vừa là chó vừa là người luôn. Ai ạ? À, một cánh tay ạ. À. Để em anh ngồi đó đi. Chuyên gia ơi, mình sẵn sàng nhận câu hỏi này. Dạ anh hỏi khó lên anh. Thì theo chuyên gia là chó hay là người tốt? Em là người đang nghiêng về anh không có vấn đề này. Dạ, chị em trả lời cho anh rõ ràng đi anh. Dạ. Tôi thấy rằng chó hay hơn làm vì người rất ngu. Yeah. Yeah. Không biết mình đã bỏ tường chưa anh, đã có quyết định của mình chưa ạ? Tôi thấy chó rất là tuyệt vời vì chó nó ngon hơn tất cả loài khác. Ồ. Nhưng chó là bạn không phải thức ăn. Dạ, chó là bạn không phải tôi. Một tràng pháo tay cho chuyên gia của chúng ta. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đó là trò chơi cuối cùng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Dạ. Xin chào. Và đó cũng là kết thúc phần Team Rock của chúng ta ngày hôm nay.